Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh trực tuyến do Hà Nội Tech thực hiện. Đây là chương trình luyện phát âm tiếng Anh chuẩn, English Pronunciation Practice. Hôm nay chúng ta vào bài số 7. Thưa các bạn, chúng ta như vậy là đã qua 6 bài luyện. Chúng ta đi từ các cái cấp độ thấp lên dần đến cấp độ cao, từ cấp độ là sounds, tức là các âm như là nguyên âm, phụ âm, rồi lên đến cấp độ word là từ, rồi đến cấp độ phrase là nhóm từ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái cấp độ cao hơn, tức là sentence, là một cái cấp độ mà nó bao hàm rất nhiều các cái yếu tố về mặt phát âm trong đó. Nó tổng hợp các yếu tố ở các cấp độ thấp hơn. Ví dụ như sounds thì chúng ta quan tâm đến cái cách phát âm của từng âm riêng lẻ. Nhưng đến từ thì chúng ta đã đi vào các cái syllables, cái âm tiết, rồi cái trọng âm từ. Rồi đến phần phrase thì chúng ta đã quan tâm đến việc là luyến âm, rồi vẫn là trọng âm từ, rồi luyến âm từ nọ sang từ kia, vân vân. Tất cả những bài đó thì chúng ta đã qua nhiều các cái bài tập luyện. Thế thì hôm nay chúng ta vào một cái bài tương đối khó, đó là nhịp điệu của tiếng Anh. Nhưng mà trước khi vào bài mới thì như thông lệ chúng ta làm một bài tập thở. Bài tập thở của chúng ta như mọi khi vẫn sử dụng bài 1, 2, 3, 4, Mary's at the cottage door, 5, 6, 7, 8, eating cherries off a plate. Thế và chúng ta sẽ có hơi thở ngắn để đọc một câu, có hơi thở dài để đọc hai câu. Bây giờ xin mời các bạn ngồi thẳng và chúng ta luyện. Khẩu lệnh vẫn như mọi khi ạ. Hít thở vào, khi thở ra đọc, thì chúng ta đọc một câu hoặc là hai câu. Trước hết chúng ta đọc một câu. Xin mời các bạn luyện. Hít vào, thở ra. 1, 2, 3, 4. Hít vào, thở ra. Đọc câu thứ hai. Mary's at the cottage door. Hít vào, thở ra. Đọc câu thứ ba. 5, 6, 7, 8. Hít vào, thở ra, đọc câu thứ tư. Eating cherries off a plate. Xin cảm ơn các bạn. Thế bây giờ chúng ta làm lần thứ hai, nhưng mà hơi thở dài hơn và đọc hai câu một lúc. Các bạn chuẩn bị, ngồi thẳng ạ. Hít vào, thở ra, đọc. 1, 2, 3, 4, Mary's at the cottage door. Tiếp theo ạ, hít vào, thở ra, đọc hai câu. 5, 6, 7, 8, eating cherries off a plate. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta làm lại từ đầu. Tôi không ra khẩu lệnh nữa, xin các bạn đọc một cách tự nhiên và tự lấy hơi thở, mỗi hơi thở thì đọc hai câu. Chúng ta chuẩn bị ạ. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, Mary's at the cottage door. 5, 6, 7, 8, eating cherries off a plate. Chúng ta làm lại lần thứ hai, đọc nhanh hơn một chút. Chuẩn bị lại. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, Mary's at the cottage door. 5, 6, 7, 8, eating cherries off a plate. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta vào bài hôm nay về vấn đề nhịp điệu, tiếng Anh là rhythm. Về vấn đề nhịp điệu thì chúng ta cần thấy một điều là đó là một cái đặc thù rất Anh của cái ngôn ngữ tiếng Anh. Vậy đặc thù đó là gì? Đặc thù là trong một câu, dù là câu nói bình thường chứ không phải là đọc thơ, thì cái câu nói đó nó cũng có những cái nhịp của nó. Thế cái nhịp đó là gì? Nhịp đó là những cái yếu tố, nó phụ thuộc vào cái yếu tố trọng âm và yếu tố không có trọng âm. Và chính cái nhịp này là cái mà làm cho người Anh hiểu cái tiếng Anh theo cái cách nói của họ. Nếu chúng ta so sánh một chút, thì thường tiếng Việt chúng ta không quan tâm đến nhịp của câu, mà chúng ta quan tâm đến thanh điệu của câu, ma má mà mạ. Thế rồi chúng ta quan tâm đến cái vần điệu của câu, đặc biệt là trong thơ thì chủ yếu chúng ta phải làm sao cho hợp vần cho nó đúng và các cái thực hiện các quy luật bằng chắc cho nó đúng. Cái đó là tiếng Việt. Nhưng mà tiếng Anh ấy chủ yếu
nó lại là trọng âm, và trọng âm đó nó tạo lên cái nhịp điệu. Thế thì người Anh ta nghe những trọng âm đó thì người ta hiểu. Hay nói một cách khác, tức là nếu nói tiếng Anh mà có nhịp điệu thì người Anh ta rất dễ hiểu. Bây giờ tôi xin đi sâu vào cái nhịp điệu là như thế nào. Tôi xin lấy một ví dụ. Nếu chúng ta có câu là Last Sunday I went to see my parents in the country. Thế thì với một câu như thế này ấy, thì về nguyên tắc chung trong tiếng Anh ấy, đây tôi nói với nguyên tắc chung, chưa đi sâu vào những cái trường hợp cụ thể, thì nguyên tắc chung là những cái từ mà có nghĩa từ vựng thì thường là nó có trọng âm câu. Ví dụ như nghĩa từ vựng là những từ như là tĩnh từ này, đấy, danh từ này, động từ này, trạng từ này. Thế đấy, bốn cái loại đó thì thường thường là có trọng âm. Thế thì ta nhìn vào đây ta sẽ thấy là Last Sunday thì lost có trọng âm, Sunday trọng âm và sun, I went là có một âm tiết thì nó có trọng âm trong bản thân nó, to không có trọng âm, see là trông thấy hay là thăm hỏi thì có trọng âm, my không có trọng âm, parents là bố mẹ thì trọng âm rơi vào pa, và in the không có trọng âm, và country trọng âm rơi vào can. Vậy thì trong câu này chúng ta có lost, Sunday, went, see, pair, country. Đó là những cái âm tiết mà có trọng âm. Thế thì cái nguyên tắc của tiếng Anh là khi chúng ta nói câu như thế này thì tất cả những cái âm tiết trọng âm đó nó đều rơi vào nhịp mạnh, và từ nhịp đó đến nhịp kia thì phải hết sức là đều đặn. Tôi nói ví dụ lost Sunday, thế rồi Sunday went, rồi went see, rồi see pair, parent can't. Đấy là tất cả những cái thì cứ tất cả các nhịp đều phải phải làm sao đọc với một cái thời gian, cái quãng thời gian, cái duration ấy, cái quãng thời gian ấy nó phải bằng nhau. Thế thì có vấn đề khó đối với nhịp điệu tiếng Anh là gì ạ? Là giữa cái âm tiết có trọng âm này với âm tiết có trọng âm kia thì không phải quãng nào cũng có những âm tiết không có trọng âm, cái số lượng âm tiết không có trọng âm chen vào bằng nhau, do đó rất khó đọc. Tôi vào cụ thể cái câu này thì ta thấy là lost sun là hai trọng âm đầu tiên, thì ở giữa lost và sun không có âm tiết không có trọng âm nào, tức là âm tiết trọng không có trọng âm bằng zero, unstressed bằng zero. Nhưng mà từ sun cho đến went thì lại có hai âm tiết không có trọng âm, tức là sun d d không có trọng âm, I không có trọng âm, và đến went có trọng âm. Vậy thì giữa sun và went có hai âm tiết không có trọng âm. Rồi went to see thì went có trọng âm, to không có, và see có. Vậy thì giữa went và see có một âm tiết unstressed không có trọng âm. Đây, see my parents thì see có trọng âm, pair có trọng âm, my không có. Vậy thì giữa see và pair có một âm tiết không có trọng âm. Rồi lại giữa pair và country, parents in the country. Vậy thì giữa pair và can nó lại có tới 1, 2, 3 âm tiết không có trọng âm. Tức là pair xong rồi run in the không có trọng âm, và đến trọng âm can't. Như vậy các bạn đã thấy cái khó khăn của nó khi mà đọc tiếng Anh. Nếu chúng ta muốn giữ một cái nhịp đều đặn, lost Sunday, sun I went to see my parents in the country. Thế thì đấy là cái nhịp của nó phải đều đặn như vậy. Vậy thì cái yêu cầu của chúng ta là những giữa hai âm tiết có trọng âm nào mà không có âm tiết không có trọng âm thì chúng ta phải đọc chậm lại một tí. Ví dụ last Sunday chúng ta phải đọc last Sunday, chứ đừng có đọc là last Sunday. Thế đọc nhanh như vậy thì về sau này giữa hai cái âm tiết như là pair và country nó có tới ba âm tiết có trọng âm, parents in the country, thì chúng ta không thể nào chạy kịp với cái tốc độ của last Sunday được. Vậy thì nguyên tắc chung là gì ạ? Là nếu hai âm giữa hai âm tiết
có trọng âm mà không có trọng âm tiết, không có trọng âm nào, hoặc là có ít âm tiết không có trọng âm, thì chúng ta đọc chậm lại một chút, để đến khi giữa hai âm tiết mà có nhiều âm tiết, giữa hai âm tiết có trọng âm, có nhiều âm tiết không có trọng âm, thì chúng ta có khả năng phải đọc lướt nhanh hơn một tí thì vẫn bắt kịp cái nhịp của các cái nhịp kia. Đấy, thế đấy là nguyên tắc chung thì các bạn thấy rất khó như thế. Cho nên là cái câu như tôi vừa đưa ra ấy, thì chúng ta phải đọc là Last Sunday I went to see my parents in the country. Đấy, cho nên parents in the. Vậy thì nó đặt ra một vấn đề cho chúng ta là những cái chỗ mà chúng ta phải chạy nhanh ấy, thì chúng ta phải sử dụng hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là luyến âm. Vì thế mà ở cái cấp độ thấp hơn chúng ta đã đặt vấn đề là phải học luyến âm. Ví dụ parents in the thì chữ S luyến sang parents in the. Thế thì nó tốc độ nó có thể nhanh lướt đi được. Và điểm thứ hai là những cái âm tiết mà không có trọng âm này thường phải đọc với cái dạng yếu của từ, tức là weak form. Cái này chúng ta cũng đã học lần trước khi mà chúng ta nói đến cấp độ phrase. Cho nên là parents in the đây không được đọc dài mà đọc rất ngắn, the. Thế hoặc là to see thì cái to đó không có trọng âm, phải đọc thành tật. Went to see chứ không phải là went to see. Thế như vậy hai cái yếu tố đó giúp cho chúng ta có thể chạy cho đảm bảo được cái nhịp của trong câu. Là, Last Sunday I went to see my parents in the country. Quan trọng nhất là chúng ta không được nuốt nuốt từ đi. Ví dụ như parents in the country thì parents in the các thứ phải rất là rõ rõ, nó nhanh nhưng mà vẫn phải rõ, chứ không phải parents in the country, vẫn là parents in the country. Và chúng ta đọc câu này là Last Sunday I went to see my parents in the country. Last Sunday I went to see my parents in the country. Thế là tôi đã trình bày với các bạn là những cái nguyên tắc hết sức cơ bản của cái việc về trọng âm tiếng Anh. Thì trọng trọng âm tiếng Anh trong câu ấy thì tạo thành cái nhịp điệu. Đây chúng ta chưa nói đến độ cao thấp hay là cái bậc thang về âm vân vân các thứ, chúng ta mới chỉ nói hoàn toàn một cách đơn giản nhất về mặt nhịp điệu. Bây giờ xin mời các bạn làm một số bài tập. Thưa các bạn, bài tập thứ nhất thì xin mời các bạn nhìn lên màn hình thì chúng ta đọc cái câu của nó đã. Câu để chúng ta luyện là You might get there in time if you go right now. Đấy là toàn bộ câu. Và chúng ta tập nhịp điệu cũng tập theo một cái technique là từ bên phải sang, tức là chia cắt thành từng nhóm, nhóm một như lần trước chúng ta luyện ấy, cắt thành từng nhóm một, và trong nhóm đó thì các bạn chú ý đến cái nhịp điệu. Ví dụ như go right now thì có ba trọng âm, ba từ đó đều có trọng âm, do đó mà nhịp của nó là go right now chứ không phải là go right now mà go right now, đó là nhịp của nó. Now if you go right now thì if không có trọng âm cho nên là you cũng không có trọng âm, cho nên ta phải lướt nhanh để vào luôn cái go right now. Chúng ta đọc if you go right now, if you go right now. Thế rồi in time thì chỉ có time có trọng âm, ta lướt in time. Rồi go there in time thì trọng âm rơi vào go there in time, go there in time. Và you might get there in time thì you không có trọng âm, might get get có trọng âm, there trọng âm và in time. You might get there in time, you might get there in time, vân vân. Bây giờ xin mời các bạn luyện với người Anh. Go right now. If you go right now, in time, get there in time, you might get there in time, you might get there in time if you go right now. Luyện nhịp điệu tiếng Anh ấy một cách có hiệu quả nhất ấy, là chúng ta luyện với những các vần thơ mẫu giáo, hoặc là với những cái gọi là limerick.
là những cái nó gọi là nonsense, nó buồn cười, nhưng mà nó là những những cái bài như bài thơ ngắn ấy, nó cấu tạo theo kiểu để chúng ta luyện được nhịp điệu, cũng như là những bài mà chúng ta tập thở thực ra cũng là một cái loại bài để luyện nhịp điệu. Jack and Jill went up a hill to fetch a pail of water, hay là one two three four Mary sat at the cottage door. Thì đó là những cái bài để chúng ta luyện. Chúng ta sẽ có một số các bài luyện khác nữa thì tôi sẽ xin nói kỹ hơn. Bây giờ xin mời các bạn luyện một limerick với người Anh. There was an old man with a beard who said it is just as I feared. Two owls and a hen, four larks and a wren have all built their nests in my beard. Thưa các bạn, bây giờ chúng tôi cho một bài nữa để nhắc lại những cái quy tắc, vì cái quy tắc về nhịp điệu rất là khó nhớ. Thì bây giờ tôi xin lấy một cái bài minh họa nữa trước khi chúng ta lại tiếp tục vào luyện với cái băng với người Anh. Thì xin mời các bạn nhìn lên màn hình, thì chúng ta có một cái bài ngắn như sau. The weather in England is changeable. One day last week, I went for a walk in the country. When I started, it was nice and cool. In the middle of the day, the sun was shining. When I got back, I was caught by a rain and got wet to the skin. I got a cold. It is said that in England, there are four seasons in one day. Như vậy thì nếu ta nhìn vào câu đầu, the weather in England is changeable, thì trọng âm rơi vào where và in và change. Chúng ta đọc là the weather in England, luyến chữ in sang in. The weather in, luyến chữ r sang in. The weather in England is, England thì luyến sang is, England is changeable. Chúng ta đọc là the weather in England is changeable. The weather in England is changeable. Đấy là ba trọng âm, cái nhịp của nó là ba nhịp. The weather in England is changeable. Các bạn chú ý những cái yếu tố luyến âm và những cái dạng yếu của từ không có trọng âm. One day last week, thì bốn từ đều có trọng âm, do đó mà cái nhịp của nó là nhịp nhanh. One day last week. Bây giờ chúng ta phải đọc chậm lại một chút để cho chúng ta còn theo, để những cái chỗ khác chúng ta còn theo kịp. Cho chúng ta không đọc là one day last week mà đọc là one day last week, hơi kéo dài một tí. One day last week. Now, I went for a walk. Thì when có trọng âm, for a không có trọng âm, chúng ta đọc dạng nhẹ for a, không đọc là for a, đọc là for a. Walk có trọng âm, walk in luyến sang walking, the country. Now, one day last week, I went for a walk in the country. I went for a walk in the country. Ta đọc nhanh. I went for a walk in the country. I went for a walk in the country. Sang câu tiếp theo. When I started. When có trọng âm. I không có. Start có. T không có trọng âm. It was. Thì không có trọng âm. Nice có. And không có. Cool có. Do đó mà chúng ta đọc là when I. Luyến sang when I started. It was, luyến sang it was nice, nice and, chữ S cuối cùng luyến sang N, đọc là nice and cool, nice and cool. Thì nhịp của nó là when I start, it was nice and cool. Đấy. Chúng ta đọc lại cái nhịp đó là when I start, it was nice and cool. Nghĩa là nó có 1, 2, 3, 4 cái trọng âm. Thế nhưng mà cái nhịp nó khác bởi vì nó vướng vậy. It was là tương đối là dài so với when I. Now, in the, không có trọng âm, middle.
Mid có trọng âm. Middle of, middle of. The không có trọng âm. D có. The sun, sun có. Và shining, shine có trọng âm. Cho nên chúng ta có trọng âm là in the middle of the day, the sun was shining. In the middle of, rất nhanh ạ. In the middle of the day, the sun was shining. Thì đấy là cái nhịp của nó. When I got back, thì when I got back, trọng âm vào chữ back, và do đó I got không có trọng âm. When I got back, when I got back, I was caught, thì I was không có trọng âm. I was caught, I was caught by a, không có trọng âm. Rain có. I was caught by a rain. I was caught by a rain. And got wet. And got, không có trọng âm. And got wet. And got wet to the, không có trọng âm. Skin có trọng âm. To the skin. To the skin. Cho nên là chúng ta đọc là when I got back, I was caught by a rain and got wet to the skin. Got wet to the skin. Caught by the rain. Got back. When I got back. Thì đấy là những cái cách mà chúng ta luyện. Các bạn có thể có bất cứ một câu nào khác ấy, thì chúng ta có cũng luyện theo kiểu này. Tiếp theo là I got a cold. I got a cold. I got a cold. Và it is said that, thì it is said that in, thường không có trọng âm. It is said that in England, it is said that in England, trọng âm đầu tiên rơi vào in. It is said that in England, there are four seasons in one day. Thì đây nhịp nó lại bắt đầu nhanh một chút, ta lại phải đọc chậm lại. There was four seasons in one day. Vậy thưa các bạn, thì đây là một cái bài chúng tôi đưa ra phân tích để các bạn biết cái hướng mà chúng ta luyện cái nhịp điệu của câu. Cho nên là các bạn có thể lấy bất cứ một bài nào, một cái đoạn viết nào đó cũng được thôi, và chúng ta đánh dấu trọng âm. Sau đó thì chúng ta luyện theo cách này. The weather in England is changeable. One day last week I went for a walk in the country. Vân vân. Đấy là cái phương pháp luyện của chúng ta. Thưa các bạn, với phương pháp luyện như thế này thì chúng ta bắt đầu vào một số các bài luyện. Các bài luyện này chúng tôi trích ra từ những cái sách nursery rhymes, tức là những cái vần thơ mẫu giáo. Có khi nó là vần thơ, nhưng có khi nó là những cái đoạn dùng để đọc thôi. Thế người ta thiết kế, thường thiết kế theo 4 kiểu loại. Kiểu loại thứ nhất, tức là lấy những cái đoạn mà nói bình thường để mà luyện cái nhịp, giống như cái bài mà chúng tôi vừa đưa ra, The Weather in England. Thế thì chúng ta có những cái bài như How many days has my baby to play, thì đấy là một cái loại hình thứ nhất, là loại hình mà lấy những cái đoạn bình thường. Loại hình thứ hai ấy, là loại hình nó là một cái bài thơ mẫu giáo hẳn hoi, ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5, once I caught a fish alive, thì cái bài đó là vần thơ mẫu giáo, nhưng người ta đệm nhạc vào đấy để cho dễ đọc. Loại bài thứ ba là loại bài mà người ta xây dựng theo kiểu đọc, nhưng mà đọc theo nhịp, tức là không có đệm nhạc, đọc theo nhịp, và thường người ta dùng cái nhịp trống để mà luyện. Ví dụ như là 1, 2, buckle my shoe, 3, 4, knock at the door, thì hoàn toàn là bài đọc nhưng mà có nhịp trống. Một loại hình thứ tư là loại hình người ta xây dựng một cái bài nó có cái nhịp như thế, xong người ta mới phổ nhạc vào. Nó khác với những cái bài nhạc là bản thân cái bài nhạc đó nó có lời như đằng này, ta xây dựng lời trước và nhằm mục tiêu ngôn ngữ học, tức là xây dựng nhịp điệu trong một cái lời nào đó, xong đó người ta mới phổ nhạc vào đó. Đó bốn cái loại hình rất là thông dụng. Thì bây giờ chúng ta hãy luyện cả bốn cái loại hình này. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta bắt đầu luyện cả bốn loại hình này. Loại hình tương đối dễ là cái loại hình mà ta đọc theo nhịp và có nhạc. Bài 1, 2, 3, 4, 5, once I caught a fish alive, 6, 7, 8, 9, 10, then I let it go again.
vân vân. Thì bây giờ xin mời các bạn luyện đọc với băng của người Anh đọc. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? The little finger on the right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? The little finger on the right. Loại hình thứ hai thì hơi khó hơn một tí, tức là loại hình mà đọc theo nhịp trống. Chúng ta sẽ đọc những bài như là Want to buckle my shoe. Thế bây giờ xin mời các bạn nhìn lên màn hình. Chúng ta chú ý xem có từ gì mới không? Bây giờ những từ đọc như là buckle hay là pick up, rồi straight, rồi dig and dwell, made the courting, ta luyến sang made the courting, made in, luyến sang made in the kitchen, rồi made in waiting, ta luyến sang my plate's empty, luyến sang my plate's empty. Bây giờ xin mời các bạn đọc theo băng của người Anh. One, two, buckle my shoe. Three, four, knock at the door. Five, six, pick up sticks. Seven, eight, lay them straight. Nine, ten, big fat hen. 11, 12, dig and delve. 13, 14, maids a-courting. 15, 16, maids in the kitchen. 17, 18, maids in waiting. 19, 20, my plate's empty. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sang loại hình thứ ba, tức là loại hình mà có nhạc. Cái này thì rất là vui, mà các em nhỏ luyện thì các em rất là thích. Ở các cái lớp tiểu học hoặc lớp trung học cơ sở mà dùng các bài này luyện cho các em thì các em sẽ rất thích. Nó là một cái bài hát mà chúng ta, nếu mà chúng ta không để ý, chúng ta không thấy được. Về mặt chuyên môn mà nói thì họ dựng cái nhịp, xong rồi lúc bây giờ họ mới phổ nhạc vào. Bây giờ chúng ta luyện cái bài Ba Ba Black Sheep như là tập hát một bài thôi. Xin mời các bạn. Ba ba black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, three bags full. One for the master and one for and one for the little boy who lives down the lane. Ba ba black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, three bags full. One for the master and one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Đến đây ta vào cái bài luyện thứ tư. Bài luyện cuối cùng là bài luyện khó nhất, tức là những câu nói bình thường mà chúng ta nói theo nhịp. Trước hết là chúng ta luyện bài How many days has my baby to play? Xin mời các bạn đọc theo băng. How many days has my baby to play? Saturday, Sunday, Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday, Sunday, Monday. Hop away, skip away. My baby wants to play. My baby wants to play every day. Chúng ta luyện bài thứ hai. Cũng là những cái bài nghe có vẻ như là nói bình thường và không có nhạc, không có trống, để chúng ta luyện nhịp. Xin mời các bạn đọc theo băng. 1, 2, 3. I love coffee and Billy loves tea. How good you be. 1, 2, 3. I love coffee and Billy loves tea. Thưa các bạn, như vậy là chúng ta cũng đã xem xét qua và luyện sơ qua những bài về nhịp điệu trong tiếng Anh. Tôi xin nhắc lại, nhịp điệu trong tiếng Anh là một cái đặc thù của tiếng Anh, và người Anh nhờ cái nhịp điệu này mà có thể hiểu được tiếng Anh. Nếu chúng ta nói tiếng Anh mà thiếu nhịp điệu thì rất khó khăn cho cái tai của người Anh.
Để có thể nói được một cách có nhịp điệu thì chúng ta phải điều khiển hơi thở của chúng ta như thế nào, chúng ta phải nắm vững những quy tắc trọng âm của từ, trọng âm của câu, rồi những cái quy tắc về luyến âm và dạng mạnh yếu của các cái từ nói chung khi mà không có trọng âm. Chúng ta cũng cần một sự khổ luyện nào đó thì nó mới trở thành thói quen. Mong các bạn luyện thành công. Chúng ta tạm dừng bài học.